À, Bước Trăng xin chào cô chú anh chị em ha. Thì giờ đây thì Bước Trăng đi về một ngôi nhà của cô Sáu. Ngày xưa đã ở đây cô chú anh chị. Và nơi đây là những cái ký ức về ma cùng rợn. Và cô Sáu cũng thường bị nhập ở đây nè. Thì sự việc như thế nào thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng được xem. Cái sự việc của cô Sáu sẽ nhắc lại cho cô chú anh chị và các bạn cùng được nghe ha. Mời cô chú anh chị cùng được gặp cô Sáu. Chứ bắt cô chú anh chị là cô Sáu ạ. Một cái khu rừng cây ở Sa Đéc phải không em? Bình Tiên Sa Đéc ha. Bà Khôi. Dạ. Đó. Bà Thím Sáu hồi nãy nói là cái vị trí mà cái nhà trước ngay đây đó. Cái nhà đó chưa có nhà nước chưa cắm đâu. Hồi đó có nói ngoài này. Cái phòng đó là ngủ bên này. Ngày dạ, Thím Sáu nó lớn lớn em. Đó là cái vách ngay đây. Cái phòng ngủ ngay đây. Đó bắt đầu nó lại nó kêu. Cái châu ở bên đó đó, bên cái xe đó đó. Cái qua nó kêu. Nó kêu cho nó mượn cái mền đắp đó. Mượn cái mền nó kêu cái mền. Rồi cái không cho nó bắt đầu sợ. Sợ cái nằm đó bắt đầu nó cái vách này nè. Vách dán, bổ kho hồi xưa đó. Cái bắt đầu cái nó là là cái con ma đó không? Ừ, cái thằng đó đó, cái thằng mà xin mền đắp đó, cái dắt này, nó làm một cái dù lên trước, cái bắt đầu hồi đó không phải diện tên này dắt bố kho, dắt dán, nó lại nó trộn vô cái hai cái thùng đồ này nè, trộn sộn lột lột lên, lúc cô giống như cô kể trước đó. Chứ bây giờ là mới về chính xác chỉ cho chân chỉ tặng chỗ đó. À, là một người mà từng mắc ở dưới cái kinh đó ha. Là qua đây, là cái kinh bên đó đó hả? Cái mương bên đó đó. Qua khỏi mấy cái hàng dừa này hả cô? Qua một cái clip này, clip kia, lại clip thứ ba tới đó. Anh chết nằm dưới ngay mương đó. Rồi đi qua đây nó kêu đó. Nó kêu bên đây là xin mền đắp. Mượn cho nó cái mền. Không cho là bắt đầu. Thôi đâu dám lên tiếng đâu. Nằm im ru ở trong đó đó. Rồi bắt đầu nó lăn là nó quậy sáng một đêm đó luôn. Ông chú ông cũng từng nghe nữa. Chú Sáu đó ông cũng từng nghe. Ông đi uống nước trà về mới nói với ông. Cái này chút xíu gì là nó làm tới ổng, ổng mới kêu hai đứa em chạy ra. Đứa thì bưng đèn, đứa thì xách dao. Ông chém cái mùng á. Banh chành vết hết trơn. Là cái cô hồi nãy là cái cô Tư đó cô cổ cầm dao đó đưa cho ổng. Tức là nó quậy sùm quá rồi mình mới cầm cái đó ra để mình hù dọa nó lại ha. Mới hù nó lại. Mà chú Sáu ổng làm cái banh chành mùng luôn. Dao ổng xả gấp. Ta nói đường bên đây đường bên kia hết trơn. Thì một chút khoảng chừng 3 giờ đó là cô mòn mỏi cô ngủ quên. Là nó bắt cho ăn cá sống đó. Nó đem cái dĩa nhỏ lớn nè. Cái nó để mấy cá lồng tông vô. Bên đây thì cụm cá lồng tông, bên đây thì mấy cục thịt chó sống vậy đó. Nó bắt ăn, không ăn lấy tay che miệng, nó quýnh cái tay sưng chuột dù luôn vậy nè. Là cái hồn nó lại đó hả? Nó quýnh thiệt tình luôn á, nó quýnh mà nó xảm vô trong miệng mà bắt phải ăn. Cái cô không ăn, cái cô mới đẩy che miệng vậy nè. Che vậy nè, rồi bắt đầu nó quýnh ra, nó cái tay sưng bự, sáng nó đem về thầy khám. Trời ơi, là lúc đó là cái mùng cái giường cô nằm ở đâu? Thì cái vách đây. Cái nhà bên đây ha. Đây là đó cái nhà, cái vách còn tới bên này. Thì cái mùng nằm mấy anh kia, thì cái chỗ này là chỗ để đồ nè. Cái đường này là đường để mấy thùng đồ nè. Ớn vậy đó. Mà làm nhiều lần nhiều ngày vậy không không sao? Nó hầu như là cô ở đây ngày nào là nó dẫn nhắc ngày nấy. Chẳng dạng là bị. Dạ, 5 giờ là trở về đó là bị rồi. Hèn chi. Hiếu Sáu hồi nãy nó nhắc mình giờ này là khoảng 4 giờ rồi. Hiếu Sáu sẽ chia sẻ chút xíu, sẽ rời khỏi cái vị trí này trước 5 giờ nha cô bác anh chị. Là lúc trước cô bị rồi, một người thầy làm với cô thế nào mà dặn như thế nào mà trước 5 giờ? Hồi lúc trước thì cũng nhập vô là 5 giờ chiều, 5 giờ sáng là không cho ra lần trước lần sau. Là 5 giờ chiều cũng không cho ra, là ở trong cái khu vực chính giữa cái nhà này. À, không cho bước ra khỏi cửa nhà. Không bước ra khỏi cửa. Thì 5 giờ sáng 5 chiều bước ra khỏi cửa là nó dẫn nhập. Là cái người mà mắc xong đó. Không phải cái người mắc xong mà cái người chết bắn. À. Cái người bị bắn ngoài này. Đi lính á, đi lính bắn ở ngoài này.
đó cái cũng gần cây đó. Không á, cũng vườn cạnh vườn cây bên đó đó. Rồi cái đi ra đó thì nó nhập vô, mà giờ bà thầy đó bà gỡ cái thằng bắn nó ra rồi. Nhưng bây giờ bà dặn là 5 giờ sáng 5 giờ chiều là không cho ra đó, nên đặc biệt là cái khu này không cho ra. Cái khu nhà sau này cũng không cho ra luôn. Đó. Cái bụi tre bên đó đó. Dạ. Yeah. Là hồi đó là không có dừng ngay đây. Ở đây là cái bếp sàn nước rửa chén. Đây là sàn nước rửa chén. Cái bụi bên đó đó là bà thầy đó bà nói là 49 con quỷ con. Chữ vậy? Một con quỷ chúa ngay bụi tre đó luôn đó, ngay cái bụi đó đó. Cái đó rồi. Là sự thật nha, mình nói là cái sự thật, bà thầy bà nói là cái sự thật vậy đó. Bà chú Sáu cũng là chồng của thím cũng có kể mấy con nghe lúc trước rồi. Đúng rồi. Là cái bụi đó là dữ dằn luôn á. Đó. Đó là quậy xộn nước ở dưới mé đó. Đâu mình đi qua bên hông đó. Nghe cái chuyện ra mà thấy nó lạnh người rồi. Ừ. Với cái kinh này ha. Ừ. Cứ sáu thì dắt mấy con ra đây để chỉ vị trí nè. Nghe sụn sổn với cái kinh này ha. Đây nè, cái kinh này nè. Đó, là cái sàn nước hồi đó ngay đây nè. Là bà thầy và bà dặn là đúng 5 giờ là không cho ra cái sàn nước này nè. Đó, cái bụi tre nè. Là giữ cái bụi tre này là bà thầy bà nói nó dữ lắm luôn. Nhiều lắm. Là tới buổi chiều dặn dặn là nghe nước sụn sổn dưới đây ha. Chừng 7 giờ 8 giờ là ta nói y gan người ta mà lội dưới sông mà bước lên bờ mình rửa giò vậy đó, rửa sộn quậy vậy đó mà không thấy gì sao. Nghe ghê trời, ngộ quá. Đó bởi cái nhà này nhà bên chồng thiệt mà không có về đây là dám có ba mấy năm nay. Đó, như bữa nay có công chuyện dữ lắm là mấy đi là thì nãy giờ là hồi tranh thủ chắc thủ xong viết lại ra. Chứ về trước 5 giờ ha. Ừ, tranh thủ viết lại ra. Chú Sáu ổng cũng có cái chân cây me nó cũng dữ lắm, nó cũng sột sột rồi dữ lắm á. Cây me này thì nó mới đây thì cô không biết. Chứ cái này là lâu đời nè. Bụi tre ha. Cái hồi có một cái bụi tre này là hồi trước cô về đây. Hồi trước cô về đây đó là năm nay là 33 năm, 34 năm rồi. Ừ. Cái bụi này nè. Hồi trước khi là cô về đây là bụi tre đã có rồi. Rồi nhìn cái khung cảnh xung quanh đây thôi là mình cũng thấy ấy rồi. Coi chỉ đây. Có một cái nhà của cô ba ở đây duy nhất thôi. Nhà này là ốc nổi nè. Nó gỡ nghe nhà. Xung quanh này âm u ha. Ờ về nè rồi bằng đêm mà đó rồi dám đi ra không? Đâu ở mình chết xíu đi. Sao dám đi ban đêm mà chỉ có cái nhà này đi lộ bộ. Mà đi phải chi mà bây giờ mà cái đường đi nó khó, nó dễ đi đâu, phải đi tắt vô vườn, vô hẻm, vô ruộng của người ta. Khó lắm. Ở ngoài đây mà kêu con mà đi một mình ên đi ra đây chắc cũng không dám đâu. Đi gì đâu, vòng. Đó là cái đường thông rồi qua sàn nước qua bên đó. Đúng rồi, cái đường này là cái sàn nước ngay đây luôn. Xung quanh nơi đây thì rất là u ám của chú anh chị. Và cô Sáu là người từng sống ở nơi đây. Và cô đã kể lại một câu chuyện về những hồn ma ở nơi đây. Cái này là mình nói là cái thiệt tình luôn là, chứ không phải là mình lên đây mà mình nói tào lao xàm ha. Cho bà con nghe cái này sự thật luôn đó. Là tôi ở đây là cái này quê chồng tôi về nó bị nhập bị phá quá rồi là tôi rời tôi đi năm nay là 32 năm. Tức là hai vợ chồng của chú Sáu là thím Sáu là không dám ngủ ở đây luôn đó. Ừ. Mà chính chú Sáu là người chồng của thím Sáu ở đây, là cái này là nhà cha mẹ ruột nha cô bác anh chị, mà ổng sợ từ lúc mà có vợ rồi là đi ra đi là không dám quay về đây để ngủ ban đêm, cho dù ba mẹ có qua đời cũng về trong ban ngày thôi, rồi chiều phải chạy về nhà. Không biết hiểu điều sao mà chú Sáu lại sợ đến nỗi gì. Đó, như cô Tư nãy đó, thấy đó, vậy đó, nhập vô là từ vậy không đó. Yeah. Hồi đó, 9 ngày trời đó, không ăn không uống luôn đó, vô đó, rồi tới đi qua xuống chuồng chợ đồ về, tối ngủ với hai đứa anh chồng nè. Hỏi sao bà không ngủ, bà bò mận gì bà bò hoài bà hai,
đó sao mà mắc cừ hoài ngủ không được. Bóp hai cái hông này nè, nó nhột, nó nôn ruột lên cái mình mắc cừ cừ. Là cô ba nó cô tư nó ý ngủ thôi chung hai đứa đó. Rồi mới bò bò vòng vòng mùng mà lum khum khum bò hai đứa hỏi bà làm gì mà bò hoài vậy, bà không ngủ bà hai. Thế sao mà mắc cái gì mà nó nôn ruột người không được. Rồi nó có người bóp bụng mà. Nó thọt ép hoài đó. Nó có dòng hồn mà nội nè, bà già chồng nè. Bà mới đốt cái đèn dầu mà cái đường này là bà qua bên thuốc ngoài đó đó, bên đây bác tiệm thuốc tây. Bà mua thuốc về chú. Uống rồi thì cũng vậy thôi, nó cũng bóp hông là nó bóp. Đi ra tới chùa ông chợ ngoài này nè, bắt làm đâu được. Về tới trên chợ là đuối dữ lắm, đuối vậy đó. Tại vì về tới chợ mới bắt ra đó. Ở đây cô ba còn nấu cơm củi hả ta, không có bếp ga hả? Nấu cơm bằng lò. Lò củi. Lò củi. Má nó cũng đi chạy thải tầm lúc. Có cô này thấy chạy dữ lắm, chạy đó. Cô ba chia sẻ với mình. Ba chạy lắm, đi cuốc đi làm tầm lúc hết. Ai chạy thầy cô ba? Bà má. Cũng như là ở đây khó khăn rồi chạy thầy tầm lúc hết trơn. Cũng như chợ này, bà này bà mắc cái gì an quở chắc gì đó. Nhà má đi, má làm tầm lắm chứ. Về 50 mấy ký, mà có còn có 30 mấy ký. Hỏi ốm vậy đó. Rồi lúc đó cô ba nghe nói, cô ba có sợ không? Không. Cô ba có bị nhát không cô ba? Không. Cô ba còn người ăn chay niệm Phật mà. Nãy cái chị Sưng cũng có nói á. Ít bị. Cái mùng cái giường nằm á bên đây, ba đứa nằm, ba nhờ cô. Rồi cô ba nó, cô tư nó, ba chị em vô một mùng nằm ngủ. Mà nằm xuống thì nó nôn hai cái ruột, hai cái hông mình nó nôn nhột hoài, ngồi dậy bò lum khum 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 hoài. Cô ba nói chị hai sao mà bà bò hoài vậy, bà không nằm mà mắc cười hoài, nằm được mắc cười đó, gì đó. Ông giữ dịch ở dưới đó, ông chồng bà này nè, giữ dịch ở dưới đó, cái thấy nó đi ngang cái ông đá vậy nè, đá cái nó văng vô đó, cái bắt đầu ông chạy về đây, cái má bà nó nói mà làm vậy nó nhát tao. Bắt đầu á bà đi xuống dưới, bà bưng cái đèn dầu bà đi xuống dưới á, kiếm hồn ma hả? Không có, đi xuống dưới cái nó mét bà nói nó mới đạp tôi nè. Trời ơi, cái hồn ma nói vậy đó hả? Cũng như là ổng sợ ổng quýnh ma rồi ổng chạy về. Ông chạy về vậy, về kêu bà xuống dưới ngủ thế. Bà mới về nằm xuống qua ngủ thì con ma vô mắng vốn bà, nói con như bà là hồn báo nói chuyện ha. Con bà nó mới đá tôi vậy chứ, cái bắt đầu mấy bữa sau tôi về nhà ngủ là nó lên đè tôi đó. Trời ơi, nó đè liền đó. Đè cô tơ ba hả? Niệm Phật. Trời ơi, linh dữ à, mới ở dưới kia chạy đây. Ông lính nó ông lính hồi xưa ha. Lính hả? Lính chị Sưng biết cái ông cần... cái ông nhập vô tôi đó là cái ông lính vậy mà đè đó, mà tôi niệm Phật đè nghẹt luôn đó, không niệm được đó, từ từ mới lên được đó. Cái ông lính nó bây giờ còn đây không chị? Còn đây luôn, không dám còn, không dám chọc cừ, không dám chọc ai. Vậy hả? Còn nó đây luôn đi hả? Chị Sưng. Thôi nổi ông bà nội. Còn tôi bà ấy ở đẳng rồi sao không ở mà ở đây trời. Trời ơi. Tại vì đây cứ hợp gu, hợp dí, hợp tình, hợp lý. Tội. Nên tôi thích ở đây. Bởi cái bà thầy đó bà cũng cho ra ngoài phải rồi, mà nó 5 giờ sáng 5 giờ chiều là không có được ra đây. Ra bước ra ngoài cái lời này thôi là cứ bị vô liền. Không được luôn, 5 giờ sáng 5 giờ chiều là ở trong cái khu vực trong nhà không? Bước ra tới ngay mí đó là bị đó. Trời ơi, ngộ vậy ta. Mà sau 5 giờ hả chị Sơn? Sau 5 giờ ở trong đây thôi. Chị Sơn cũng nói gì bởi vậy bà dặn tôi rồi đó. Mà tôi cái dí với cái tâm hồn bà là sát hỏi, mình ai vô cũng được chứ. Bà cũng này bà cũng đó cũng vậy đó. Y ra Nhân Liên à. Cô Tư cũng vậy luôn á. Cầm cái nón giùm tôi giùm chị coi cô Liên. Bà này vô không giống gà, không giống gà luôn. Bà này vô thì ra được. Ông bà nó vô người ta ra không được. Tại vì do cái bị cái ngôn mộ bị ném không. Người ta mà chặn cái gốc châm bầu ngay đây nè, ngay cái bẹ khóm đây nè, còn bự dữ lắm, bự luôn. Bà thầy ở đó bà chỉ đó, bà nói đừng có nên ra cái ngay cái cạnh gốc châm bầu này luôn nè, nó ở nó lại nó chơi cái gốc châm bầu hoài hả? Tức là mấy cái linh hồn ở đây. Gốc châm bầu ngay đó đó, ngay cái đống gạch á. Đống gạch này hả? Bà chỉ cái gốc châm bầu á, lúc mà má bà ngay đống gạch đó. Trời ơi, chị Sưng nhìn thấy chơi mấy trước chân rồi.
Tức là cái góc này cổ thụ thì mấy đúng cái hương linh linh hồn người ta dễ về ở. Đúng rồi, đúng rồi. Cái góc vĩ đại, cái góc nhà bầu lắm. Bự nè. Dài không rồi, cái kia ông bầu dài thấy ngoài không mà. Dạ, mà đều dài ngoài chứ nó nhỏ nhỏ mà có cái góc này là bự lớn nhất. Nó là âm ở dưới rồi, cái này đắp đất lên nè. Đúng rồi. Chị nhìn thấy biết vị trí nó luôn ha. Đây là vị trí này. Rồi hiện tại bây giờ chị thấy là có ai bước chịu ở đây ha. Ở trước là đầu vô, sau này là đôi chuột. Bởi ông này khổ, ông này chết trước, chết trước ông kia chết sau. À, là ông hai hả? Anh nhìn thấy nha. Thấy chưa? Đây còn có hai con quỷ một năm ở đây nè. Trời ơi trời. Bên đây hả? Ôi ôi, ngay chăng vị trí của cô Sáu chỉ nãy người đó, chết trâu nữa bên đó đó. Cháu nào nữa? Cháu gốc dừa. Cháu gốc dừa. Dừa lá đỏ. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, con cũng nổ cục luôn nè. Cái chỗ đó chú Sáu đã từng chia sẻ cho con rồi. Cái thằng mà chết trâu mà nó đầu vậy. Nó kêu cho trời cái dừa nó chẳng chỗ. Cái lá đỏ đó đúng rồi đó. Mày đốt đèn ra. Đúng rồi, chị Sưng nói đúng rồi đó. Nghe cái dừa lá đỏ đó. Nhớ không? Con lá đỏ sụ xuống đó phải không chị? Con mà đông khỉ nó bị giật á. Không, nè, đừng có nói tên. Nhớ là nhớ cái đêm mà nó kia nó nhát chị mà nó kêu lạnh quá cho cái mền đắp coi đó. Rồi anh hai anh đi qua bển uống nước trà rồi đi về rồi cái ổng chưa có nhúc nhích gì chờ nên nó bắt đầu nó nhát tới tắp lên cái ổng kêu liên liếng rồi hai thằng bay xách cho tao bưng đèn xuống bếp lấy tao cái dao lên coi là ổng chém bệnh mụn đó, nhớ không? Đó, sự thật luôn đó. Là hai đúng đứa rồi. Em chồng tôi còn đó. Cái cây dừa đó là chú Sáu hồi chiến trước, năm cho tháng trước có từng dắt con đi qua đó để chỉ nơi vị trí đó. Là lúc trước là có người đã mắc nằm ở dưới cái đó. Không, nó nằm dưới mấy mương á. Thì mấy mương hiện ngay chân kế đó đó. Cái ấm đó luôn hả? À, nó gên nó làm gì nè, lạnh quá cho mượn cái mền đắp rồi nó làm vậy đó. Ông thầy ơi, nó kêu vậy đó mà tôi nói tôi nằm trong mùng tôi nghe chân cái mương đó mà tôi gáo tôi chịu đó, nó cũng kêu nè. Ủa nữa hả? Không phải, người khác là kêu cô Tư thì sao? Nó kêu liên ơi liên nó vậy ngay chỗ cái mùng có thằng Hạnh ngủ á. Trời ơi, con ngủ rồi nghe bên ngoài vách kêu hả? Đọc kinh ở đây nè. Đọc kinh là nghe luôn. Ồ đó, nó kêu á, hắt nó mà hắt nó kêu á. Thách làm sao cô Tư? Nó nói thách làm sao? Cho mày cho tao thấy, nó không đâu cho tao thấy, chỉ kêu tên thì thôi, nó không có thấy được. Trời ơi. Bởi vì ở ngoài sợ nó dành nhà cửa ăn ông. Nó không biết đường đâu nói, nó đâu có biết. Tôi sợ muốn chết tôi á. Bởi vì 31 năm rồi không dám về đây ngủ một đêm nào. Đúng rồi. Nội của chị làm thầy pháp. Đúng rồi. Bắt ma bắt quỷ nhiều. Ủa sao biết hay vậy ta? Bây giờ nhốt lại con cháu sau này khùng chứ. Thầy ơi, chị Sưng đón biết chân. Là đúng là có làm thầy ha. Không biết là đó, ông nội đâu có biết đâu, thầy nghe nói nữa. Ông nội nữa hả? Hai ông có. Cái đó tôi có nghe. Có nghe nhưng mà mình không biết. Chị Sưng ba hay dữ rồi ta. Cái đó là tôi có nghe là nghe phong thanh thôi, nghe nói là bên ông nội gì đó làm bùa, làm thầy pháp, rồi làm thầy pháp thầy gì đó. Ở thầy pháp ở bên ông Út Nghiệu á. Ừ. Thì nguyên cái dòng họ bây giờ còn hình như ông Bảy gì đó, ông gì đọc kinh đó. Ủa? Đừng nói tên, nó ông Bảy đọc kinh biết rồi. Đúng rồi. Giờ còn đó. Chỉ là chị Sưng là thấy được cái hết trơn à. Ừ. Thấy mặc đồ gì luôn. Trời ơi. À, đang đứng bảnh hả? Áo thun trắng. Bây giờ đứng cái đầu chị Sưng qua đây chỉ cho chị Sưng. Ô Phật. Trời ơi, rồi quay cái nón luôn. Thấy rồi hả? Giờ chị cầm hả? Không có dục cái đó cái cửa đụng cái cửa liền á. Đụng tôi giật mình tôi liền. Hồi nãy ba liệt hả? Đã ba bị rồi. Giật mình tôi bị, tôi dục cái đó ba mà giờ ấy hết còn có chưa ba bị rồi mà không nhớ thì phải sợ. Đâu chị Sưng, ở đâu chị Sưng? Ngay góc dừa, cái dừa có cái lá màu vàng sụ xuống, cái lừa lá đỏ sụ xuống chứ không phải cái dừa trong này nha. Mà thằng đó đúng rồi, cái dừa mày mép cái đường lộ đi nhỏ đó. Đúng. Là em đứng ngay, đích thằng đứng ngay vị trí đó luôn. Có cái lỗ đó. Đúng rồi. Ngay góc đó. Rồi chú Sáu dẫn em ra đó để chỉ đó. Đúng rồi, gan trời quýnh chưa chết nữa. Dừa nó sâu ăn mà không ngã, không chết không thấy sao. Vậy là có đang ngự đó. Ở trong linh người ta dừa cái dừa đó. Rồi nãy nói chỗ nào là có một con một nanh nữa.
bên kia, bên cái dừa bên đây. Bên cái dừa bên đây nữa hả? Ừ. Là nam hay nữ? Ừ. Một nữ, một nam. Một nữ, một nam. Nói chung là hai vợ chồng chích quan chích ốc á. Vì người ta giết. Trời ơi. Cái bóng nước nó lên cây dừa nó phát phát hết hồn chưa? Tưởng đâu. Ủa anh đại viên hết ngủ. Không, cái quỷ cô chú anh chị, ở đây là có sự thật không cô chú anh chị? Ở đây là người nhà, ở đây rất là nhiều luôn. Và cũng chứng kiến là sự việc ở nơi đây là có sự thật. Đó là cái hầm. Cái hầm cho người ta diệt cộng chôn cất. Xuống nó núp ở dưới. Xuống được hả? Được. Nghe, nghe nãy giờ ghê thiệt trời. Đi đường đó được, sao nãy mà không chạy đường đó ta? Vậy em thôi, mình tranh thủ mình đi về để cho cô này trước 5 giờ ha. Mấy giờ sao? Sao mà không 4 cho giờ mấy rồi? À? Sao mà không cho đi trời? Đánh qua câu.